Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên chiều ngày hôm nay, thứ sáu ngày 22 tháng 12 năm 2023, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi chiều ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới hiện tại trong xuống tăng nhẹ, đứng ở mức 2.048 đô la Mỹ trên một ounce. Phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay tính từ thời điểm mở cửa phiên này cho đến thời điểm hiện tại, mức thấp nhất là 2.045,81 đô la Mỹ và mức cao nhất là 2.055,05 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó thì chỉ số đồng đô la Mỹ tăng nhẹ, giao dịch ở mức 101,86 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin trong xuống tăng nhẹ, giao dịch ở mức 44.126 đô la Mỹ trên Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng tăng nhẹ, giao dịch ở mức 3,898% trên một năm. Còn trên thị trường năng lượng, giá dầu thô cũng trong xuống tăng, giao dịch ở mức 74,50 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước thì sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Thị trường kim loại quý tăng sau số liệu kinh tế Mỹ làm tăng kỳ vọng, Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 3 năm sau. Cụ thể, số liệu thống kê điều chỉnh từ Bộ Thương mại Mỹ cho thấy tổng sản phẩm trong nước hay gọi là GDP của nước này đạt mức tăng cả năm là 4,9% trong 3 quý vừa qua, giảm so với mức tăng 5,2% đưa ra trong lần công bố trước đó. Ngoài ra, số liệu hàng tuần từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tăng nhẹ, tình trạng yếu đi trong các số liệu kinh tế củng cố khả năng Fed sớm cắt giảm lãi suất, từ đó gây áp lực mất giá lên đồng bạc xanh và hỗ trợ cho vàng, một tài sản được định giá bằng đồng đô la Mỹ. Vàng còn được hỗ trợ bởi xu hướng giảm giá gần đây của lợi suất trái phiếu khoa học Mỹ, với lợi suất của kỳ hạn 10 năm giảm về dưới ngưỡng 3,9%, thấp nhất trong 5 tháng. Ngoài ra, các nhà đầu tư đang nóng lòng chờ đợi báo cáo chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân hay gọi là PCE sẽ công bố vào thứ 6 theo giờ Mỹ, có nghĩa là vào tối nay theo giờ Việt Nam, và dường như thị trường đang đặt cược rằng báo cáo này sẽ xác nhận lạm phát giảm bớt. Nếu kỳ vọng về lạm phát giảm nhanh so với dự báo của các nhà kinh tế thì giá vàng dự báo sẽ tiếp tục đạt mức tăng cao mới. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Mặt hàng vàng miếng SJC tăng vọt lên 77,3 triệu đồng cho mỗi lượng, mức giá cao nhất từ trước cho đến nay. Cụ thể, đến đầu giờ chiều nay, mặt hàng vàng miếng SJC đã tăng thêm cả triệu đồng cho mỗi lượng. Cụ thể, tại tập đoàn vàng bạc đá quý Doji tại thị trường Hà Nội, mua vào mức 76,20 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 77,30 triệu đồng trên lượng, tăng thêm 1,6 triệu đồng trên lượng so với giá mở cửa phiên sáng nay. Cùng với thời điểm trên, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn mua vào mức 76,20 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 77,20 triệu đồng trên một lượng, tăng 1,5 triệu đồng trên lượng. Như vậy, nếu tính từ đầu tuần cho đến nay, mặt hàng vàng miếng SJC tăng thêm khoảng 3 triệu đồng cho mỗi lượng, mức giá cao nhất từ trước đến nay. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại vẫn đang giữ ở mức 1 triệu đồng trên một lượng. Còn đối với mặt hàng vàng nhận bố số 9 tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, đến thời điểm đầu giờ chiều nay thì vẫn duy trì trong xuống tăng và hầu như là không có thay đổi so với thời điểm mở cửa sáng nay. Hiện tại mua vào mức 61,75 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 62,80 triệu đồng trên lượng, tăng 250.000 đồng trên lượng mua vào, tăng 300.000 đồng trên lượng tại chiều bán ra. Mức giá này áp dụng cho giá nhận bố số 9 từ 1 đến 5 chỉ, với giá nhận bố số 9 loại từ 0,3 đến nửa chỉ, mua vào mức 61,75 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 62,90 triệu đồng trên lượng, tăng 250.000 đồng trên lượng mua vào và tăng 300.000 đồng trên một lượng tại chỉ bán ra. Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá đô la Mỹ các hàng thương mại đến thời điểm chiều nay tiếp tục giảm, giảm 70 đồng trên một đô la Mỹ ở cả hai chiều mua vào và chiều bán ra, mua vào mức 24.060 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 24.430 đồng trên một đô la Mỹ. Giá đô la Mỹ trên thị trường tự do mua vào mức 24.670 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 24.720 đồng trên một đô la Mỹ, giảm 20 đồng trên một đô la Mỹ ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước trong phiên chiều nay, phần cuối cùng của bản tin này là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch hiện tại. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 đến 10 lượng, mua vào 7.620.000, bán ra 7.720.000, tăng 1.400.000 đồng trên một lượng ở cả hai chiều mua vào và chiều bán ra. Hay là tăng 140.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán ra. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại vẫn đang là 1 triệu đồng trên một lượng và đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 7.620.000, bán ra 7.722.000, tăng 140.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán ra. PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào 7.630.000, bán ra 7.730.000, tăng 140.000 ở chiều mua, tăng 150.000 ở chiều bán. Doji Hồ Chí Minh mua vào 7.640.000, bán ra 7.740.000,
tăng 165.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Doji Hà Nội mua vào 7.630.000, bán ra 7.740.000, tăng 155.000 ở chiều mua vào, tăng 160.000 ở chiều bán ra. Phú Quý SCC mua vào 7.640.000, bán ra 7.730.000, tăng 180.000 ở chiều mua vào, tăng 160.000 ở chiều bán ra. Bảo Tín Minh Châu mua vào 7.642.000, bán ra 7.725.000, tăng 167.000 ở chiều mua, tăng 160.000 ở chiều bán. Mi Hồng SGC mua vào 7.620.000, bán ra 7.740.000, tăng 140.000 ở chiều mua, tăng 180.000 ở chiều bán. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 7.620.000, bán ra 7.720.000, tăng 130.000 ở chiều mua, tăng 150.000 ở chiều bán ra. Ngân hàng TB Bank Gold mua vào 7.630.000, bán ra 7.740.000, tăng 165.000 ở chiều mua, tăng 170.000 ở chiều bán. Ngân hàng Vietinbank mua vào 7.620.000, bán ra 7.722.000, tăng 140.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Tiếp theo là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Đến thời điểm phiên chiều ngày hôm nay thì vẫn duy trì trong xuống tăng rất mạnh, tăng 1.400.000 đồng trên một lượng cả chiều mua vào và chiều bán ra, hay là tăng 140.000 đồng trên một chỉ chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 1.000.000 đến 1.060.000 đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau: SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 7.620.000, bán ra 7.722.000; SJC Huế mua vào 7.620.000, bán ra 7.722.000; SJC Biên Hòa, Miền Tây, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 7.620.000, bán ra 7.720.000; STC Bạc Liêu mua vào 7.620.000, bán ra 7.722.000; STC Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 7.618.000, bán ra 7.722.000. Tiếp đến là giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang STC khác. Thời điểm này thì cũng duy trì đà tăng trong khoảng từ 125.000 đến 300.000 đồng trên một lượng, hay tăng trong khoảng 12.500 đến 30.000 đồng trên một chỉ tùy mỗi loại vàng. Thời điểm này đang được niêm yết như sau: nhận bộ số 9 từ 1 đến 5 chỉ mua vào 6.175.000, bán ra 6.280.000. Nhận bộ số 9 loại từ 0,3 đến nửa chỉ mua vào 6.175.000, bán ra 6.290.000, tăng 25.000 ở chiều mua, tăng 30.000 ở chiều bán. Vàng 4 số 9 mua vào 6.170.000, bán ra 6.250.000, tăng 30.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Vàng 24K mua vào 6.058.1000, bán ra 6.188.1000, tăng 29.700 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Vàng 18K mua vào 4.503.000, bán ra 4.703.000, tăng 22.500 ở chiều mua vào và chiều bán. Vàng 14K mua vào 3.459.1000, bán ra 3.659.1000. Vàng 10K mua vào 2.421.5000, bán ra 2.621.5000. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi bản tin mới, kênh sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.